một lý do thực sự khiến bạn không giỏi trong chuyện thuyết phục người khác. Ví dụ các bạn muốn thuyết phục bạn của mình về một cái idol mình yêu thích, trời em thấy idol này đẹp mà sao tự nhiên nó nói lại là ồ idol này có gì đâu đẹp, tức quá không nói lại được. Đơn giản là mình muốn thuyết phục đứa em của mình sao nó chơi game nhiều quá vậy mà nói nó không chịu nghe, suốt ngày nó cứ vùi mặt trong game trong khi hồi nhỏ mình đã từng trải qua giống như vậy rồi, tức ghê vậy đó anh ơi. Hoặc là mình đã tìm ra một cách sống healthy hơn, ăn uống theo một chế độ dinh dưỡng nào đó, tập luyện thể dục thể thao và thấy bạn thân của mình hoặc là bồ của mình, bạn gái bạn trai của mình sao mà nó lười, nó nhây, nó ăn uống kỳ cục quá vậy, nói không chịu nghe, trời ơi cứ tàn phá sức khỏe của mình giống như vậy. Và nếu các bạn thấy là mình không giỏi để thuyết phục trong những trường hợp đó và những cái tương tự giống như vậy, trong video clip này anh sẽ chỉ cho các bạn biết cái nguyên nhân cốt lõi để từ đó chúng ta có thể nhìn ra cách để làm nó tốt hơn cho lần sau trong những trường hợp quan trọng đối với các bạn. Và đây là một thứ anh muốn thuyết phục các bạn nè. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem một video clip của anh mà thấy nó thật sự hữu ích cho bản thân của mình và hữu ích cho những người thân của mình thì nhớ nhấn vào nút subscribe, bật chuông thông báo lên để không bỏ sót những video clip sắp tới anh đăng lên dành cho các bạn. Để hiểu được lý do vì sao, anh muốn các bạn hãy nhìn ở một góc độ khác, một câu chuyện khác giống như vậy. Có một người mà được mệnh danh là một trong những người có khả năng thuyết phục giỏi nhất trên thế giới, một thiên tài về marketing, đó là Steve Jobs, cũng gặp khó khăn tương tự luôn. Các bạn hãy tưởng tượng là trong một cái buổi thuyết trình của Steve Jobs ngày xưa lúc còn sống luôn, giới thiệu về iPhone, một sản phẩm mới ra, oanh tráng, tất cả mọi người đều chờ đợi và sẽ có hàng ngàn người xếp hàng để mua sản phẩm trong ngày hôm sau bởi vì cái khả năng diễn thuyết, nói năng, thuyết phục của ông quá là hay và hấp dẫn đi. Nhưng cũng sẽ có người sau khi nói xong hết, họ vẫn nhìn lên mình nói là không, không mua. Và Steve Jobs có nói thêm, có chia sẻ, có dẫn chứng, có nói chuyện hấp dẫn đến cỡ nào đi chăng nữa, họ vẫn nói là ok, tiếp tục đi, thuyết phục tôi đi. Và họ vẫn sẽ không mua. Tại sao các bạn biết không? Bởi vì một lý do rất đơn giản. Cái người đó là fan của Samsung, fan của Android. Đó là cái người mà ngay từ ban đầu đã rất là ghét, không muốn mua iPhone rồi. Đó là cái thứ đó không có hay, ai xài thì xài, tôi chỉ thích xài Android, thích xài Samsung hay hơn. Thì họ vẫn sẽ không thể nào làm theo ý của mình mong muốn được. Cho nên trong trường hợp đó, thật ra về marketing, về sale thì những người làm nghề họ đều biết là không cần cố thuyết phục một người không muốn được thuyết phục. Hãy nói chuyện với khách hàng mà họ cảm thấy interest, họ cảm thấy hứng thú, họ cảm thấy quan tâm, họ cảm thấy chú ý tới những thứ mà mình chia sẻ. Còn không cần tới cố để bán một cái lượt cho nhà sư, không cần cố thuyết phục một cái người nói tao căm ghét thứ này, thì ngay cả một người như Steve Jobs cũng không thể làm được chuyện đó. Và dĩ nhiên ông cũng sẽ không muốn thuyết phục tất cả mọi người theo ý mình. Cho nên từ câu chuyện đó dẫn qua trường hợp của hầu hết những các bạn mà anh gặp, khi họ hỏi anh một câu hỏi rất là quen thuộc, anh ơi làm sao để mình nói ra mà người khác muốn nghe, em nói ra mà có thể thuyết phục được người khác, thì rất là băn khoăn, rất là hợp lý trong khả năng giao tiếp của mình. Nhưng khi mà anh hỏi kỹ hơn về từng trường hợp á, thì nó giống như cái trường hợp ví dụ anh nói với các bạn, đó là gì? Bạn không phải đang muốn thuyết phục người khác, bạn đang muốn thuyết phục người khác làm theo ý của mình. Còn với hầu hết những trường hợp lúc đầu anh kể ra, các bạn băn khoăn là bạn đã xuất phát hoàn toàn từ nhu cầu của mình, mong đợi của mình, mục tiêu của mình, và mình đang muốn tìm cách thay đổi người khác làm theo thứ mà mình thấy là nó tốt cho người khác. Còn thực sự có tốt hay không, bạn hoàn toàn không có cơ sở. Anh đã từng hỏi cái bạn mà muốn thuyết phục đứa em của mình là ngừng chơi game á, xấu lắm anh ơi, em bây giờ em lớn lên em biết rồi, mình phải trau dồi bản thân của mình, học hỏi những điều mới, dành thời gian khám phá cuộc sống, sao vùi đầu trong game. Em có sure là lúc nào chơi game cũng là xấu không? Chắc không? Em nói câu đó thì nguyên một cộng đồng game, một cộng đồng esports, những cái người làm nghề trong lĩnh vực này, họ có thể sẽ phản biện với em rất quyết liệt đấy. Không có chắc lúc nào chơi game cũng là xấu không? Nó có lợi ích gì cho nó không? Em có biết là vì sao nó thích không? Quan trọng là mình có hiểu gì về đứa em của mình không? Hay là mình chỉ nhìn ở bên ngoài, nhìn cái hành động đó và mình ngay lập tức liên hệ tới cuộc sống của mình, tới tuổi thơ của mình, tới quan điểm sống của mình hiện nay, tới những suy nghĩ, tới những kiến thức, toàn là liên hệ tới mình. Và mình suy ra cái hành động đó là không tốt đối với mình nếu mình hồi còn nhỏ. Đó là cái suy luận hầu hết mọi người hay có. Và rồi mình áp nó lên người khác và mình mong đợi là có một cái vũ khí, một cái kỹ năng nào đó để mình ngay lập tức có thể thao túng được tâm lý người khác, đúng không? Để họ làm theo ý của mình, để sau đó mình cảm thấy yeah, mừng quá, nó đã làm theo ý của mình rồi, cái đó là tốt cho nó. Nhưng thật ra là tốt cho mình, chứ mình không thực sự hiểu cho người khác. Và khi mình không hiểu cho người khác thì đó không phải là thuyết phục, mà đó là muốn thay đổi người khác theo ý của mình. Và đến khi nào mình còn giữ cái suy nghĩ đó trong đầu thì mình sẽ không thể nào thuyết phục được
bất cứ ai. Cái giải pháp cái chuyện đó là khi mình nhận ra rồi mình vượt qua khỏi suy nghĩ đó. Hãy tìm một giải pháp đúng theo kiểu giống như vậy. Muốn các bạn tưởng tượng có một cái dải lựa chọn từ bên trái qua bên phải, ở giữa nó là điểm trung lập, ở phía bên trái này là điểm mà rất ghét, ở bên phải góc này là rất rất thích, cực kỳ yêu thích. Khi mình thuyết phục người thì quan điểm của họ, cái sự hứng thú của họ, cái mong muốn làm một việc gì được của họ, nó sẽ nằm ở đâu đó trong cái dải này. Ví dụ như là các bạn rất là yêu thích cái cách ăn này, hãy quan tâm tới dinh dưỡng, những thứ mà mình cho vào người của mình thì mình rất là quan tâm, thì nó nằm ở cái nhóm là gần chạm cái mốc cực kỳ yêu thích về topic đó. Còn nếu một người bình thường thì có khi là trung lập, thì em thấy nó cũng tốt, nhưng mà hơi cực quá à, em cũng đâu cần thiết đâu, em thấy em đang bình thường. Thì nếu mà mình thật sự lo lắng cho họ về cái thứ đó, chưa cần, đôi khi chưa cần cố để đẩy họ về cái mức rất thích. Hãy làm đúng để đừng đẩy họ về cái mức rất ghét là được. Đừng để họ ghét cái thứ mà mình nghĩ là tốt cho họ. Đã bao giờ trải qua chuyện đó chưa? Mình là một người đã đang bình thường, họ đang trung lập, thậm chí là họ đang không thích lắm, mà mình lại cố đến thuyết phục họ, họ ngửi ra được cái mùi đó. Họ đang thấy ăn uống bình thường, tới là ủa sao bạn ăn uống gì kỳ vậy, mình phải ăn như vậy nè, ngày xưa mình cũng giống như bạn. Hoặc là ok, cái chỗ này bữa mình tham gia cái hội thảo này hay lắm, bạn tới nghe đi, có thầy này nói, có chuyên gia dinh dưỡng này nói, mình nghe mình cũng mở mang rất nhiều, đi theo tôi. Đã bao giờ gặp một trường hợp nào tương tự giống như vậy chứ? Các bạn comment xuống phía dưới anh xem một thứ mà mình thấy rất tốt, rất rất tốt, và mình đến từ cái tâm mình muốn giúp cho người khác, nhưng mình làm sai cách, mình cứ cố đi thuyết phục người khác, thì ra một hồi họ không chỉ là làm theo, không chỉ là không làm theo ý mình, mà họ còn làm ngược lại, và họ bắt đầu căm ghét thứ đó luôn. Cho nên cái bài toán ở đây, khoan là đẩy họ đi về phía trước đã, tại vì đó có phải là nhu cầu của họ chưa, mình không biết được. Đó có phải là cái họ quan tâm hay không, mình không biết được. Đó có liên quan tới mục tiêu của họ hay không, mình không biết được, và mình không ép được. Đó là lựa chọn của họ. Nếu mình làm đúng thì có trường hợp nó đẩy qua phía này, có trường hợp không, đó là tùy. Nhưng ít nhất chúng ta sẽ không đẩy họ về cái phía ghét. Trung lập, họ vẫn trung lập là tốt lắm rồi. Ok, bằng cách nào? Anh chỉ cho các bạn 3 bước. Bước số 1, làm gương. Bạn rất thích thứ đó đúng không? Go for it. Full 100% sức lực của mình, tâm trí của mình, làm nó đi, ứng dụng nó đi và làm trước. Nếu mình thấy cái cách ăn uống nó rất là tốt, mình ăn theo nó đi, có kết quả đi. Và từ đó người ta nhìn vào, người ta sẽ cảm thấy tò mò và hứng thú về nó. Còn nếu mà đó là thứ mình mới nghe thôi, mình mới biết thôi, mình cũng chưa áp dụng được nhiều, mình chỉ muốn giúp người khác để nói lại thứ mình vừa mới nghe, thì chắc chắn chuyện đó không có hiệu quả. Hãy làm trước là cái thứ nhất. Cái thứ hai, sau khi các bạn đã làm được rồi, mình có thể involve họ vào những hoạt động nho nhỏ, nghĩa là cho họ tham gia vào những hoạt động nho nhỏ, bởi vì mình thích và mình rủ. Còn họ đi hay không, họ tham gia hay không cùng với mình hay không, đó là quyền của họ. Nhưng mà mình thấy một bộ phim, giống như mình thấy một bộ phim rất hay, có bộ phim này hay lắm nè, đi không? Mà nếu mà họ không thích thì họ đi, nếu họ không thích thôi, đó là quyền của họ, nhưng mình vẫn rủ. Các bạn hãy dần dần rủ họ tham gia, nhưng mà đừng ép, để làm cho nó hấp dẫn, và từng hoạt động nhỏ. Và cái thứ ba đó là lắng nghe ngược lại. Mình hãy lắng nghe, quan tâm, tò mò và chân thành với cái người đó, để mình thực sự muốn hiểu hơn về họ. Mình muốn họ hiểu về cái hứng thú, cái mà mình thấy là tốt, thì đầu tiên mình cũng phải hiểu về họ đã. Để làm cái gì? Một người có được sự thấu hiểu, họ sẽ muốn ở gần với mình hơn. Đó là điều quan trọng. Còn nếu mà người đó thấy là người này chẳng hiểu gì về mình hết, mà mỗi lần ở gần họ, họ chỉ toàn muốn áp đặt, thì họ sẽ càng ngày càng xa mình, và xa cái topic, cái chủ đề mà mình quan tâm. Họ sẽ rất 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 là xa, và lui về phía rất là ghét. Anh ví dụ, đây là một bạn học viên cũng đã từng kể cho anh nghe luôn. Tại vì có một cái đợt mà tụi anh cùng học hành rèn luyện với nhau về dinh dưỡng, để ăn uống cho nó healthy hơn. Và như các bạn có thấy trên kênh của anh cũng đã từng có chia sẻ, anh đã từng giảm xuống 15kg. Bạn trong team của anh cũng áp dụng theo và giảm xuống cũng được gần 20kg. Và cảm thấy là wow, rất là hay. Và điều kỳ diệu là trong lúc mà bạn làm chuyện đó, bạn cũng ở nhà nấu ăn theo công thức, rồi có xay lại sinh tố này, uống cái loại rau kia. Đó là những cái chất liệu tốt cho sức khỏe. Và bạn đôi khi nhờ mẹ của mình là mẹ ngày hôm nay con đi học, ngày hôm nay con đi làm, mẹ làm xây dùm cho con theo công thức giống vậy được không? Thì bạn chỉ hoàn toàn rất là trong sáng đi, nhờ thôi, không có ý định gì thao túng ai hết trơn. Thế sau một vài lần thì mẹ của bạn bắt đầu tò mò, ủa mày đang ăn uống kiểu gì vậy? Dạ con ăn theo kiểu này nè. Và khoảng vài tháng sau khi thấy bạn, trời, hôm nay mày giảm cân, mày từ một đứa rất là mập sao mày giảm cân hay vậy? Và mẹ của bạn đó bắt đầu thấy tò mò và hứng thú. Và đôi khi là mỗi lần mà
nấu nướng dùm cái món cho bạn đó thì cũng sẽ trích một phần hết. Vậy ta ăn chung với mày luôn cho rồi. Và bạn nó rất là vui, ồ em không hề muốn cố thuyết phục mẹ của em thay đổi, mặc dù em biết là cái này sức khỏe rất là tốt, đặc biệt cho những người lớn tuổi nữa. Nhưng mà khi mà em làm, bà thấy sự thu hút, hấp dẫn và dần dần bà cũng muốn thay đổi luôn, từng chút một. Thì đó là cái mà anh gọi là hãy làm gương trước, hãy làm trước. Và những cái thứ hấp dẫn đó mình involve dần vào, đúng không? Như là xây một cái món sinh tố, nấu một cái món ăn, tham gia những hoạt động nhỏ nhỏ thì có khi kết quả nó sẽ đến nhiều hơn mình nghĩ. Cái bạn mà hỏi về chuyện em trai chơi game cũng vậy, anh đã từng nói chuyện với bạn đó, và khi bạn đó nhận ra là hey, mình sẽ không muốn cố thuyết phục em trai mình nữa mà mình thực sự muốn hiểu nó trước. Trong một cái dịp mà về quê chung với ở gia đình, bạn đó trong lúc ngồi nói chuyện thôi thì hỏi han thôi là ê, hình như là em thích chơi game lắm hả? Mới đầu thằng nhóc nó rất lạ lùng, ủa sao chị mình hỏi gì ta? Mà sau đó hỏi thì nó cũng nói là dạ em thích lắm. Và nó bắt đầu kể ra game này chơi cái kia như thế này, đầy sự hăng say. Ngày một ngày hôm đó, việc bạn duy nhất bạn làm là ngồi nghe một cách chân thành, thật sự hiểu hơn về thế giới của đứa em của mình. Ô, có cái này hay, có cái kia tốt. Just understand, listen, lắng nghe và hiểu thôi. Và cái đó được gì hay không, nó có bỏ hay không, bỏ suy nghĩ nó qua một bên. Đó là thứ cuộc đời của nó, là suy nghĩ của nó, là lựa chọn của nó. Cái mà mình muốn là khi các bạn làm như vậy, nó sẽ gần mình hơn. Và khi nó gần mình hơn sẽ được cái gì? Nó sẽ được cái mà ở bước 1 anh nói với các bạn, là nó sẽ nhìn thấy những thứ mình đang làm gương, thấy mình có những cuộc sống hay ho quá, thú vị quá, cơ thể săn chắc quá, trí tuệ minh mẫn quá. Thì nếu cái bước thứ 3 mình không làm tốt, mình không lắng nghe, mình lúc nào cũng áp đặt, lúc nào mình cũng dạy đời, lúc nào mình cũng muốn thay đổi người khác sẽ xa. Và họ xa làm sao họ nhìn thấy được mình đang làm gương được? Thì mình làm đúng, họ sẽ gần lại. Họ gần, họ sẽ nhìn thấy. Và họ gần, họ sẽ muốn involve vào một việc, hai việc chung với mình. Mình càng hiểu họ, họ lại càng hiểu mình, qua lại. Đến một lúc mà thật sự họ muốn thay đổi, đến một lúc họ thật sự hỏi ý kiến, nó là ôi, chị thấy cái này em nên như thế nào là tốt. Thì đó là cái khoảnh khắc nó sẽ va chạm được, để các bạn có thể tác động và ảnh hưởng được lên người mà mình thật sự rất là yêu quý và muốn giúp họ. Thì đó là thứ xảy ra vào lúc nào anh không biết, một tháng, một năm anh không biết. Nhưng điều mà anh chắc chắn là gì, khi mình làm đúng thì mình không đẩy họ vào cái hướng như anh nói là rất ghét về cái mà mình nghĩ là tốt cho họ. Đó là điều quan trọng nhất. Còn cái điều mà mình đang nghĩ là tốt cho họ, nó có thật sự tốt hay không, nó phụ thuộc vào rất rất là nhiều yếu tố. Cái cuối cùng nè, để cho các bạn suy nghĩ sau video clip này nè, khi các bạn đã bắt đầu nhận ra mình có cái mindset như thế nào, tiếp cận đúng hơn, có được kết quả đúng hơn, thì một điều để mình suy nghĩ đó là, giả sử trong trường hợp là cái việc chơi game của bạn này là cũng bị do bạn bè xấu rủ rê, bạn quá ghiền đến nỗi mà quên những hoạt động giao tiếp bên ngoài, kết nối, thấu hiểu bản thân của bạn thực sự bị nghiện, chứ không phải là thực sự đang làm chủ nó, bạn đang là chơi theo một hướng tiêu cực, thì cách mà chúng ta làm đúng để không cố để thay đổi người đó cũng là lúc mình đang cho họ một món quà rất là quan trọng, là họ cần học cách để chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Mỗi người đều có quyền tự chịu trách nhiệm với cuộc sống mình. Nghĩa là gì? Chịu trách nhiệm với những kết quả, với những điều tốt đẹp, và học cách để chịu trách nhiệm với những cái nỗi buồn, những cái thất bại, những cái lỗi lầm của mình. Và ai cũng được quyền trải qua chuyện đó hết. Khi chúng ta trưởng thành hơn là chúng ta phạm lỗi sai. Và sao mà mình lại cố tới và có mong đợi là tước hết những cơ hội phạm lỗi sai của họ. Và khi mà một người được quyền chịu trách nhiệm với chuyện đó, được quyền vấp ngã, được quyền phạm lỗi sai, đó là lúc mà mình thật sự giúp ích cho họ một cách tốt nhất. Và nhiệm vụ của mình như anh có nói, vẫn ở gần bên, vẫn quan tâm, vẫn chia sẻ, vẫn làm tất cả những thứ có thể làm, để ít nhất khi mà họ phạm lỗi sai, họ sẽ hỏi, họ sẽ nhận sự nâng đỡ của mình, họ sẽ nhận sự giúp đỡ của mình, họ vẫn còn muốn trao đổi với mình. Đó là điều quan trọng. Nếu các bạn muốn học hỏi chuyên sâu hơn về chủ đề này, cách tương tác, giao tiếp và thuyết phục người khác hiệu quả. Hiệu quả nghĩa là gì? Đôi khi không chỉ là học cách để nói năng là như thế nào, mà mình nhận ra trường hợp nào mình nên nói, trường hợp nào mình không nên nói. Mình không thể nào đặt trong mình trong cái game là sẽ thuyết phục và nói chuyện được hết với tất cả mọi người được, mà sẽ đáp đúng cái bối cảnh đó để cho nó phù hợp với cái nguyên tắc chung và phù hợp cả với trường hợp và bối cảnh của các bạn nữa. Thì có thể click vào cái đường link ở phía dưới mô tả, tìm hiểu về chương trình huấn luyện chuyên sâu của anh trong vòng 8 tuần. Và trong đường link đó sẽ có chỗ để các bạn đăng ký nhận được một phần tư vấn miễn phí dành cho trường hợp giao tiếp riêng mà bạn đang gặp phải. Cũng giống như những cái case mà anh đã kể ra, mỗi người sẽ gặp phải những băn khoăn rất là khác biệt trong việc giao tiếp của mình. Thì cái quan trọng là mình nhận ra
mình đang ở đâu, mình gặp những khó khăn gì, cái trở ngại thật sự của mình là gì, và cái lộ trình để mình phát triển ra làm sao để đạt được cái kết quả mà mình thật sự mong muốn trong việc giao tiếp, tương tác và ứng xử với người khác. Thì đó là cái giá trị của buổi tư vấn mà khi trò chuyện một một sẽ giúp cho các bạn hiểu sâu hơn về tình huống của riêng các bạn. Và nhớ, trước khi nhấn vào subscribe, hãy cân nhắc xem đây có phải là thứ mà các bạn thực sự muốn nhận tiếp những video clip, những chủ đề tương tự giống như vậy nữa hay không. Nếu thực sự muốn thì do it, take action now.